Xin chào quý bạn đã quay lại kênh Thiết bị Công nghệ Phần tử. Thì ở trong cái video này thì mình xin giải đáp một số câu hỏi của một số anh chị em có đang có nhu cầu cần hướng dẫn cách sử dụng chiếc camera EZ Fit 29C. Và trong video này thì mình sẽ giải đáp cho một anh có hỏi là đặt lịch báo động cho chiếc camera H9C. Thì anh ấy có hỏi là anh có cái video nào hướng dẫn cài đặt hẹn giờ báo động cho chiếc camera EZ Fit H9C không? Hướng dẫn giúp em với, và em muốn đặt cài đặt khung giờ từ 23:50 đến 5 giờ sáng thì báo động hoạt động, còn các khung giờ khác trở lại bình thường không báo động. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh bạn có thắc mắc về cái việc cài đặt báo động khung giờ. Thì bây giờ mình sẽ thao tác và hướng dẫn anh bạn cách đặt đặt lịch báo động cho chiếc camera EZ Fit H9C. Và trước tiên thì các bạn sẽ vào phần mềm EZ Fit này ở trên điện thoại. Và các bạn vào chiếc camera EZ Fit H9C. Thì các bạn muốn xem hai chiếc camera thì các bạn bấm vào đồng phát lại. Ở đồng phát lại này thì nó sẽ là có hai chiếc camera, đồng thời nó sẽ hiển thị cho các bạn để các bạn theo dõi được hai camera luôn. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt lịch của từng chiếc camera một. Thì các bạn ví dụ các bạn muốn đặt lịch của chiếc camera này này. Đấy, thì các bạn phóng to lên. Thì các bạn chọn đến cái camera các bạn muốn đặt báo động. Và các bạn bấm vào lục giác trên cùng bên tay phải. Thì ở trong cái việc đặt lịch báo động thì có phần đặt lịch báo động, phần tin nhắn và đặt lịch báo động, phần cài đặt âm thanh. Thì ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đặt lịch phần báo động tin nhắn. Trước tiên này thì đặt lịch báo động tin nhắn trước tiên này. Bạn sẽ đặt nhận nhận tin nhắn thiết bị. Thì các bạn sẽ lên kế hoạch thì các bạn chọn đến phần lên kế hoạch lời nhắc của thiết bị. Thì các bạn sẽ bấm vào tùy lịch trình tùy trình. Ở đây thì các bạn sẽ đặt lịch là từ 8 giờ đến 22 giờ. Thì ở trong đấy có hỏi là đặt lịch từ 5 giờ sáng từ 23 giờ, khoảng ngoài 23 giờ đến 5 giờ sáng thì đặt như nào? Thì các bạn tích vào đây. Nếu các bạn muốn đặt lịch cả thứ hai đến chủ nhật thì các bạn sẽ bấm lịch lấy giúp mình từ 23 giờ. Ví dụ như 23 giờ 59 này. Đấy, các bạn muốn kết thúc là 5 giờ sáng. Bạn bấm OK và các bạn bấm lưu. Đây là cái khoảng thời gian hàng ngày các bạn muốn đặt lịch thông báo là từ 23:59 đến 5 giờ sáng là các bạn muốn nhận. Nếu các bạn muốn đặt nhiều cái khung giờ khác nhau thì các bạn thêm lịch ở đây. Và các bạn sẽ chọn là ví dụ như là 10 giờ đến lúc 5 giờ chiều chẳng hạn, và lúc đấy nhà bạn không có người ở nhà, ví dụ từ 8 giờ đến 5 giờ chiều. 8 giờ thì chắc gia đình các bạn hay là vẫn có người ở nhà thì các bạn có thể đặt lịch nó cao hơn, ví dụ như là con cái vợ con lúc hay là người thân gia đình là từ lúc đi làm, tất cả mọi người đều đi làm hay đi học hết vào lúc từ 9 giờ chẳng hạn. Thì các bạn sẽ đặt lịch giúp mình là ví dụ như này 9 giờ sáng đến 17 giờ chẳng hạn, là các bạn muốn nhận thông báo có phần tin nhắn có chuyển động thì nó sẽ gửi về điện thoại cho các bạn, và các bạn bấm OK. Lịch từ thứ hai đến chủ nhật nếu các bạn không muốn ngày nào thì các bạn tắt ở đây, và các bạn bấm lưu nếu các bạn muốn chọn tất cả các ngày. Đây là việc đặt lịch thông báo, việc nhận tin nhắn.
Và tiếp theo thì có phần đặt lịch thông báo ở trên chiếc camera, âm thanh nó phát ra. Thì các bạn bách ra, cài đặt âm thanh. Thì ở đây phần thông báo cài đặt âm thanh để chúng ta, thì các bạn sẽ tích vào phần thông báo bằng âm thanh. Và các bạn sẽ để chế độ nhạy này, nhạy hơn này, định dạng âm thanh này, cảnh báo. Và các bạn sẽ thêm lịch. Và các bạn chọn đến cái mục là tăng cường. Bách ra. Và các bạn sẽ chọn. Ví dụ như là có anh có hỏi là đặt lịch thông báo từ lúc 23 giờ chẳng hạn. 23 giờ. Ví dụ 23 giờ 59 bắt đầu mọi người đều ngủ. Bấm OK này. Và thời gian kết thúc là lúc 5 giờ sáng. Để tránh cái tình trạng là người thân trong gia đình của các bạn hay là gì đấy thì khi có chuyển động thì nó sẽ báo âm thanh. Đến 5 giờ sáng. Các bạn muốn chọn ngày nào thì các bạn sẽ tích hết vào đây. Còn nếu không muốn chọn ngày nào thì các bạn bỏ đây. Thì nó không có sinh động nữa thì là các bạn không chọn. Nếu có sinh động là các bạn lựa chọn. Và các bạn chỉ cần lưu. Đấy là cái việc mình đã hướng dẫn các bạn cách đặt lịch cho chiếc camera H9C. Là đặt nhận lịch thông báo từ lúc mấy giờ đến mấy giờ. Như anh bạn cũng có hỏi là đặt lịch từ 23 giờ đến 5 giờ sáng thì nó sẽ gửi tin nhắn hay là báo động âm thanh trên chiếc camera. Thì mình đã hướng dẫn các bạn và anh bạn cách đặt lịch cho chiếc camera H9C. Và cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần đặt lịch báo động của chiếc camera EZ Fit H9C. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông. Để khi mình ra một cái video mới thì các bạn sẽ nhận được nhiều cái video bổ ích về những thiết bị công nghệ hay là thiết bị camera và những cái video các bạn cần thiết. Và mình có nhiều cái nỗ lực ra nhiều video hơn. Ngoài ra anh chị và các bạn cần hỗ trợ về chiếc hỗ trợ hay tư vấn về cái sản phẩm camera hay cần lắp đặt camera thì các bạn comment ngay dưới video này hay các bạn nhắn tin Zalo số điện thoại mình để bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý bạn. Hẹn quý bạn ở video tiếp theo.